Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 7 tháng 10 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Nhật Bản, một trong những đội bóng mạnh nhất của châu lục. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã sớm lập kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu và nay đội bóng sẽ lên đường tới Nhật Bản. Chúng ta hãy cùng xem không khí của toàn đội trong buổi tập cuối cùng tại Việt Nam. Ngày thứ hai liên tiếp, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được tập luyện trong điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi. Trái với những bài tập ở hai ngày đầu tiên, các tuyển thủ đã được huấn luyện viên Phan Cô Quyết cho tập với những bài tập nhẹ nhàng mang tính thả lỏng. Không khí trong các buổi tập khá thoải mái khi huấn luyện viên người Đức cũng tham gia vào các bài tập của các cầu thủ. Có lẽ sau chấn thương của Minh Đức cùng với việc sắp phải lên đường sang Nhật Bản, ông Phan Cô Quyết muốn cho các cầu thủ tránh gặp phải những chấn thương đáng tiếc cũng như giữ sức cho các tuyển thủ trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản. Hôm nay là rõ ràng là bài tập cũng là để gây hưng phấn, mặc dù là kỹ thuật thôi và hồi phục thôi, nhưng mà cũng gây hưng phấn cho vận động viên để cho vận động viên nó thoải mái về tâm lý. Mặc dù hôm qua đã tập rất nặng rồi, thì hôm nay có bài tập là chơi bóng tennis chân và chạy 15 phút sau cái phần tennis chân. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tỏ ra rất thoải mái với các bài tập này. Tinh thần của toàn đội hiện cũng rất tốt và có vẻ như tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Nhật Bản. Nói chung đây là một lần cảm giác là rất đặc biệt so với các lần đi thi đấu xa, vì đây là được thi đấu với một đối thủ hàng đầu ở châu Á và sẽ giúp học hỏi rất nhiều kinh nghiệm cho bóng đá Việt Nam. Dự kiến hôm nay đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ tập luyện bình thường. Buổi tối thầy trò huấn luyện viên Phan Cô Quyết sẽ lên đường sang Nhật Bản và có hai buổi tập tại Kobe